Hôm nay quay cái máy rửa xà bông để gửi cho em Tâm ở ngoài Khánh Hòa nè, với là anh Hoàng. Hoàng ngồi Khánh Hòa đó. Máy rửa xà bông này có thùng chứa xà bông nè. Mình sẽ cho cái nước rửa xà bông vô cái nước rửa chén nhé. Nước rửa chén vô một lượng ở trong cái bình này đó. Rút cái nắp này ra, pha nước xà bông trong này, đổ một lượng khoảng 20 lít trong này nha, 20 lít xà bông. Rồi mình đậy lại. Rồi cái van đáy này phải khóa lại nè. Đó. Van đáy phải khóa lại. Rồi trong này có ba cái chổi lau xà bông nè. Ba cái chổi lau xà bông với một cái chổi trong. Một cái chổi trong để cho nó đánh, để cho nó sạch. Đó, bên đây là xà bông mình pha sẵn rồi, mình bỏ cái bình vô. Đó. Bỏ cái bình vô nha. Cái van xả đáy bên này cũng phải khóa lại. Để nó chảy hết ra. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi, đấu dây điện là chạy thôi. Đấu dây điện như pha nước xà bông vô trong này là chạy. Đấu dây điện thì cái nguồn này là nhà máy có điện 3 pha thì đấu 3 pha nè. Mình đang làm cái máy này là 3 pha. Đó. Rồi nếu mà ai không có 3 pha thì đo thì xài 1 pha thì mình dặn trước nè, dặn trước mình làm 1 pha. Một pha thì motor nó chạy không bằng ba pha đâu, ba pha chạy êm hơn. Đó, bây giờ mình đóng cửa xuống cho chạy thử nè. Đó. Đóng cửa cho chạy thử. Đó, motor nó quay nè, nước nó phun mà. Phun bên trong bên ngoài luôn, nên là cái vỏ bình nó rất là sạch. Sau khi rửa từ máy xà bông xong thì mình đưa qua một cái máy khác để rửa tráng. Đưa qua một cái máy khác để mình rửa, mình tráng cho sạch cái bình này. Rồi ok. Khách chỉ đặt mình một ngăn rửa xà bông vậy thôi. Còn ví dụ như trường hợp ai muốn đặt tốt hơn thì làm cái máy dài này. Cái máy này nó có một ngăn rửa xà bông, một ngăn rửa sạch lại và một ngăn tráng clo bên B. Đó. Giờ rửa xong rồi đưa vô máy rót luôn nha mọi người, nha. Có máy rót này đó. Máy rót này là rót tới 250 bình giờ. Đó. Thì phải có người ở đây mình bỏ cái bình vô trong cái chỗ tráng nè, tráng nước RO á, rồi đưa qua chỗ rót. Cái này rót một vòi thôi nhưng mà rất là nhanh. Rồi cái này thì lại có cái khâu dặn nắp dặn luôn. Cái này bình 100, 110, 90 thì đều dặn hết. Đó. À. Đó, vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ok nha mọi người nha. Máy rất đẹp luôn. Máy đã hoàn thành rồi đó. Ngày mai giao cho nha.